Hôm nay em xin trình bày một cái vấn đề tương đối là khá là thường gặp ở trong cái mảng sức khỏe tinh thần ở trẻ em, đó là rối loạn lo âu. Thì sở dĩ em trình bày cái vấn đề này thì có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là vì rối loạn lo âu ở trẻ em thì đứa nhỏ nó không có đủ ngôn ngữ, cộng với lại nó chưa có được giáo dục nhiều về cái sức khỏe tinh thần, nên đa phần đứa nhỏ nó sẽ biểu hiện với những cái triệu chứng liên quan đến cơ thể. Thường là đứa nhỏ nó sẽ than phiền đau, khó chịu, hồi hộp. Thì đó là lý do mà thường phụ huynh sẽ đem con tới khám tại bác sĩ nhi trước, rồi sau đó bác sĩ nhi mới chuyển tới khám với bác sĩ tâm lý. Cái lý do thứ hai là vì cách đây khoảng 2-3 tháng thì có nghe một cái bài rất là hay của thầy Phúc Khoa Tiêu Hóa nói về cái đau bụng chức năng. Thì trong cái phần của thầy, thầy cũng có nhắc đến cái đau bụng do nguyên nhân tâm lý, và trong những cái thuốc điều trị thì cũng có cái nhóm thuốc ức chế serotonin chọn lọc, là cái nhóm thuốc đầu tay trong điều trị rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm ở trẻ em. Thì trong cái bài của em thì cũng sẽ nhắc đến cái vấn đề đó. Thì quy định của bệnh viện là sẽ trình bày một cái ca lâm sàng, nhưng mà em cố gắng gom hai cái ca em gặp gần đây với hai cái biểu hiện khá là tiêu biểu của cái rối loạn lo âu trẻ em. Một ca là biểu hiện về cái triệu chứng cơ thể, và cái ca thứ hai là biểu hiện cái hành vi cáu gắt hoặc là chống đối, thậm chí là đánh người khác. Dạ, ca thứ nhất đó, tên là Võ Hồng L, 12 tuổi, khám khoa tâm lý vào ngày 19 tháng 9 năm 2022. Lý do là ca này là ca nội trú, bệnh nội trú của khoa nhiễm thần kinh, xuống khoái khoa tâm lý vì lý do là yếu hai chi dưới. Và trên khoa nhiễm thần kinh, người ta đã loại trừ các vấn đề liên quan đến thực thể và nghĩ là vấn đề tâm lý nên chuyển xuống với tụi em. Thì cái bệnh sử của ca này khá là lâu, là khoảng 2 năm. Thì trẻ thường có những cái cơn mệt, khó thở, đau tức ngực, tim đập nhanh. Bạn này bạn hay suy nghĩ nhiều về các vấn đề liên quan đến học tập, ví dụ như sợ bị điểm kém, sợ giáo viên la mắng, kinh tế gia đình. Trẻ rất là khó kiểm soát lo lắng, và trẻ nói với em đó là không có muốn, nhưng cái đầu nó bắt suy nghĩ và thường sẽ mất tập trung hoặc là khó ngủ. Các cơn mệt này thường xuất hiện khi mà trẻ lo lắng, và bạn có nói câu là bạn rất là sợ lên huyết áp khi học thể dục. Thì khoảng 1 tuần trước cái nhập viện, trong lúc học thể dục á, thì trẻ lên các đợt mệt, hồi hộp, run, chóng mặt, yếu hai chi dưới, nên khám và nhập bệnh viện nhi đồng 1. Thì về tiền căn thì ca này phát triển thì hầu như là ổn, trẻ học khá giỏi, vài tháng nay là thường xuyên nghỉ học. Về mặt y khoa thì trong khoảng 2 năm nay là bạn đi khám rất là nhiều nơi liên quan đến đau bụng, đau đầu, đau ngực, nhưng mà hầu như là điều trị thì một thời gian thì nó đỡ rồi nó lại bị lại. Khám nhiễm thần kinh thì đã được khám và chỉ định cận lâm sàng thì loại trừ nguyên nhân thực thể, sau nó xuống giúp khoa tâm lý. Gia đình thì có cái đặc biệt là mẹ bạn này cũng mất ngủ nhiều năm mà chưa điều trị. Thì lúc khám với em thì ghi nhận thì có một vấn đề là bạn này bạn lo lắng rất là nhiều, bạn có cái hành vi là bạn không có ngồi yên được, tay chân bạn sóng vặn khi bạn kể về mấy cái chủ đề mà mình bắt cái mạch mạch rất là nhanh. Thì chẩn đoán cái ca này là rối loạn lo lăng tỏa, xong đó em điều trị cho bạn này thì điều trị thuốc fluoxetine, là cái thuốc ức chế serotonin chọn lọc. Tuần đầu là em xài 10 mg và tuần tiếp theo là 20 mg. Thì sau khoảng 2 tuần tái khám thì bạn này hầu như bạn giảm được những cái triệu chứng, bạn đi học được, chỉ có là xuất hiện những cái cơn mệt khi mà đi thi thôi. Thì em tăng cái liều lên thành 30 mg, và sau đó tái khám khoảng khoảng 4 tuần thì từ 4 tuần trở đi là hầu như bạn không còn than phiền cái triệu chứng cơ thể nữa. Bạn đi học, đi thi hoặc là đi học thể dục cũng không có vấn đề gì hết. Và bạn vẫn tái khám mỗi mỗi tháng với em cho đến bây giờ, thì hiện tại bé đang ổn rồi. Cái dự tính là khoảng 6 đến 9 tháng là sẽ giảm liều thuốc cho bạn. Thì cái ca này thấy rõ là bạn có những cái suy nghĩ lo lắng nhiều chủ đề. Cái thứ hai là bạn có thường hay né tránh những cái hoạt động mà kích thích gây lo lắng của bạn, ví dụ như nghỉ học, hoặc là bạn né tránh những cái vận động mạnh, và bạn có những cái triệu chứng rất là rõ rệt của cái hệ thần kinh thực vật, đó là bạn hồi hộp, chóng mặt, run yếu, rồi than đau đầu, đau bụng. Ca thứ hai muốn trình bày đó là ca Trịnh Hoàng L, 10 tuổi. Ca này là mới khám vào tháng 2 năm 2023, thì nhập viện cũng là khoa nhiễm thần kinh, mà lý do là bạn bị rối loạn hành vi, là bạn nói nhảm hoặc là đập phá. Thì khám khoa tâm lý vì nghi ngờ rối loạn tâm thần nguyên phát. Thì cái bệnh sử là khoảng 6 tháng. Thì bạn này bạn hay lo lắng nhiều về cái chủ đề liên quan đến vệ sinh. Trẻ thường trẻ sợ vi khuẩn hóa chất bay từ sàn nhà lên miệng gây nhiễm độc cho trẻ, sợ bụi từ lá cây mái nhà rơi xuống hít phải sẽ gây bệnh.
Và thường các bạn nó sẽ tìm cách vệ sinh tay hoặc là vệ sinh sàn nhà hoặc là né tránh đi dưới dưới mấy cái tán cây á, thì bạn rất là mất tập trung. Thời gian chủ yếu là bạn dành để bạn suy nghĩ mấy cái vấn đề này. Thì vài ngày trước nhập viện á, thì bạn lên bạn có một cái hành vi rất là đặc biệt, đó là bạn nhổ nước miếng. Khi nhưng mà khi mình hỏi chuyện gì xảy ra khiến con nhổ nước miếng á, thì con nói là nó sợ bị trúng độc nên nó phải nhổ. Và bé nó nhắc đi nhắc lại rất là nhiều về cái vấn đề này, nhưng mà mẹ thì mẹ cũng là dân lao động mà có ít thời gian với con nên thường mẹ hay gọi là bạn nói nhảm. Và sau đó trẻ nó sợ hãi, kích động và nó đập phá. Thì mình hỏi tại sao con đập phá, thì đứa nhỏ nói tại lúc đó con quá sợ đi. Sau đó cho bạn bạn này được nhập viện. Thì quá trình phát triển á, thì cũng bình thường. Khoảng một năm nay thường xem mấy cái chương trình liên quan đến vi khuẩn. Y khoa thì đã loại trừ bệnh lý thực thể. Tâm lý tâm thần thì bạn này á, là có cái tính cách khá là lo lắng từ nhỏ. Thường á, thì bạn rất là ngại khi mà tiếp xúc nói chuyện với người khác, và thường cũng thường xuyên đau đầu đau bụng mệt nhục phải nghỉ học. Gia đình thì mẹ tự khai bệnh, thì mẹ khi mà em hỏi về triệu chứng của đứa nhỏ thì mẹ cũng thấy là mẹ nói mẹ cũng hay bị rất là hay bị hồi hộp, và mẹ cũng từng có những cái biểu hiện sợ các vật sắc nhọn nhưng mà không có điều trị. Thì có một cái câu mà phụ huynh thường hay nói là nó bệnh giả bộ, có nghĩa là nó không bị gì hết, đi khám không có bị gì hết nhưng mà nó than rất là nhiều. Thì ca này khám á, thì chỉ ghi nhận là bạn có những cái ám ảnh, là những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu liên quan đến chủ đề vệ sinh, và có những cái hành vi cưỡng chế là nhổ nước miếng, rửa tay. Hành vi á, thì bạn vô bạn rất là sợ, bạn để tay trên ngực á, bạn nói nhỏ giọng lắp bắp, sắn cẳng tay chân, và khi mà bắt mạch thì rất là run, rất là nhịp rất là nhanh. Thì chẩn đoán ca này là rối loạn ở bệnh cưỡng chế, và em cho điều trị là sertraline 50 mg sau khoảng 2 tuần. Thì 2 tuần quay lại thì bạn cũng tương đối là bạn không còn cái hành vi mà nhổ nữa, nhổ nước miếng nữa. Bạn có thể đi học trở lại, vẫn còn những cái lo lắng liên quan đến chủ đề vệ sinh nhưng mà tương đối là không có mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ cái này. Và em tăng cái liều sertraline lên 75 mg rồi sau đó tái khám lại. Thì ở ca thứ hai thì mình thấy rõ là bạn có những cái lo lắng về chủ đề, một cái chủ đề rất là gọi là rất là hơi kỳ lạ chút xíu, là liên quan đến vệ sinh. Và cái chủ đề này nó mang tính chất xâm lấn, nó đứa nhỏ nó không muốn nhưng mà cái nó bắt đứa nhỏ phải suy đi suy lại rất là nhiều lần. Thì bạn có những cái hành vi né tránh và cũng có những cái triệu chứng liên quan đến thần kinh thực vật như là hồi hộp, tim đập nhanh. Thì đó là hai cái ca mà cũng tương đối là khá là thường gặp ở khoa tâm lý liên quan đến cái lo lắng. Thì tổng quan rối loạn lo âu á, là một cái rối loạn tâm thần khá là phổ biến, mà hầu như là phổ biến nhất ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Tỷ lệ là khoảng 20% và xuất hiện khá là sớm. Nhưng tuy nhiên, mặc dù xuất hiện khá là sớm nhưng mà đến tuổi mà vị thành niên á, thì khoảng chừng 18% là được điều trị thôi. Và nếu mà không điều trị á, thì thường nó sẽ duy trì đến lớn và nó có thể đi kèm với những cái rối loạn khác, chẳng hạn như trầm cảm hoặc là lạm dụng chất. Rối loạn lo âu ở trẻ em á, thì nó biểu hiện khá là đa dạng. Thường nó sẽ than phiền với cái triệu chứng cơ thể, hoặc là nó biểu hiện bứt rứt, chống đối, giận dữ khi mà tiếp cận với cái yếu tố kích hoạt cơn lo lắng. Do đó thường mấy bạn này sẽ tới khám với bác sĩ nhi trước tiên. Thì nó có hai cái thuật ngữ thường hay sử dụng là fear, sợ, và cái anxiety là lo lắng. Thì fear là cái phản ứng của cơ thể ngay tức thì với cái mối đe dọa hiện hữu ngay trước mặt. Còn anxiety thì nó tương đối mơ hồ và nó là cái cảm xúc kéo dài, nó giúp cơ thể mình gia tăng cái cảnh giác với những cái mối đe dọa có thể xảy ra thôi, chứ chưa chắc là chắc chắn sẽ xảy ra. Thì cái sợ thường nó sẽ khiến cho cơ thể mình nó kích hoạt cái hệ thống thần kinh giao cảm, khiến cho mình xuất hiện cái phản ứng đánh lại hoặc bỏ chạy. Thì trong quá trình phát triển của trẻ em á, thì mỗi đứa ở một cái độ phát triển á, thì nó sẽ có cái sợ khác nhau. Chẳng hạn như đứa nhỏ từ 2 đến 3 tuổi thì thường nó sẽ sợ tách khỏi người thân hoặc nó sợ gặp người lạ. Đến lúc mà 4 5 tuổi khi đứa nhỏ nó bắt đầu đi học mẫu giáo rồi á, thì nó bớt sợ tách khỏi người thân nhưng mà cái khoảng thời gian dài nó vẫn lo lắng khi mà nó đi học nhà trẻ. Và lúc này đứa nhỏ bắt đầu nó khám phá thế giới xung quanh rồi nên nó bắt đầu sợ những cái khác, ví dụ như sợ một số loài động vật. 6 đến 8 tuổi là thời gian đứa nhỏ bắt đầu học lớp 1, lớp 2 thì đứa nhỏ nó bắt đầu sợ những cái liên quan đến vi khuẩn, liên quan đến bệnh tật, liên quan đến chấn thương, lo lắng về chủ đề trường học.
và từ 9 tuổi trở lên cho đến 18 tuổi thì hầu như những cái vấn đề lo lắng, bận tâm của mấy bạn này là liên quan đến vấn đề trên trường, vấn đề với bạn bè. Vậy thì lo những cái ở slide trước đó là những cái lo phù hợp. Vậy thì như thế nào là lo bệnh lý? Thì lo bệnh lý là khi mà cái cường độ của cái người mà đang có cái cảm giác lo nó quá mức so với bình thường. Chẳng hạn đứa nhỏ nó lên nó khảo bài mà nó run, nó đổ mồ hôi rồi nó ngất xỉu thì nó quá mức so với bình thường. Cái thứ hai nó phải kéo dài, thường là đa phần các rối loạn lo thì nó phải có cái tiêu chí liên quan đến thời gian là phải trên 6 tháng. Và cái thứ ba là phải suy giảm chức năng sống của đứa nhỏ, có nghĩa là đứa nhỏ nó quá lo lắng khiến đứa nhỏ không đi học được, hoặc là những người mà lớn lo sợ khiến cho cái người đó không có thể nào mà giống như là không thể nào đi phỏng vấn và quyết định chọn một cái việc nhẹ nhàng hơn để mà né tránh cái việc tiếp xúc với xã hội. Thì để xác định được lo lắng á, xin lỗi, để xác định được rối loạn lo âu á, thì mình phải xác định được cái mối đe dọa. Cái này giúp cho cái việc chẩn đoán mà cũng như giúp cho cái việc điều trị. Thì sẽ có những cái rối loạn lo âu thường gặp ở trẻ em. Thứ nhất là rối loạn lo âu chia ly. Thì cái mối cái yếu tố gây sợ của đứa nhỏ là cái sự chia ly khỏi người chăm sóc chính. Ví dụ như đứa nhỏ nó sẽ than phiền là nó sợ mẹ nó đi mất, sợ mẹ nó gặp tai nạn, nó sẽ gọi điện nó nhắc, nó không đi học được, nó không tham gia được mấy cái hoạt động mà phải tách khỏi ba mẹ, hoặc là thậm chí là nó đòi ngủ chung. Thì văn hóa của Á Đông mình thì thường ngủ chung khá là lâu, nhưng mà ở những nước Tây phương thì họ sẽ cho ngủ riêng rất là sớm, thì có thể là phát hiện rất là sớm. Cái thứ hai á, là rối loạn lo âu xã hội là đứa nhỏ nó sợ người khác phán xét, sợ người khác nhìn, sợ làm điều gì đó ngu ngốc khiến cho người ta cười. Thì biểu hiện cái này khá là thường gặp, đó là đứa nhỏ nó tránh phát biểu, nó tránh ánh nhìn, nó không có đi ăn ở bên ngoài, vân vân. Cái tiếp theo là rối loạn lo âu lan tỏa, là đứa nhỏ nó sợ, nó lo lắng rất là nhiều các chủ đề, thường những cái chủ đề tương đối là hợp lý liên quan đến cái chuyện học tập, sức khỏe, kinh tế, vân vân. Và thường mấy bạn này sẽ có biểu hiện là mất ngủ, mệt, cáu gắt, không thể tập trung vì lo lắng. Cái nữa là rối loạn ảnh cưỡng chế, thì thường đó, đây là những cái suy nghĩ hoặc những cái hình ảnh mà mang tính chất là rất là xâm lấn, có nghĩa là đứa nhỏ nó không muốn nhưng mà cái hình ảnh này cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Thì nó sẽ có những cái chủ đề thường gặp. Thứ nhất là chủ đề về mặt vệ sinh, thì thường đứa nhỏ nó sẽ sợ dơ hoặc nó sợ nhiễm độc khiến cho nó có cái hành vi cưỡng chế là phải liên tục rửa, hoặc là đứa nhỏ nó sợ làm hại người khác. Em gặp một số ca ở trong trong khoa là đứa nhỏ nó thấy cái gì nhọn là nó rất là sợ, nó sợ cái đó có thể đâm vô người nó hoặc là đâm vô ba mẹ nó. Cái thứ ba là sợ những cái hình ảnh mang tính chất mà vi phạm đạo đức, chẳng hạn như đi ngang qua nhà thờ, đi ngang qua chùa thì nó sợ, nó sẽ trong đầu nó sẽ xuất ra những cái ý nghĩ mà mang tính chất là không có tôn trọng cái người đó. Hoặc cuối cùng là cái sợ sự bất đối xứng, là một số đứa nhỏ thường nó phải sắp xếp đồ đạc theo từng cặp chẳng hạn. Có một cái rối loạn khá đặc biệt đó là cơn hoảng loạn. Cái này có thể gặp ở bất kỳ các rối loạn nào, những cái rối loạn lo âu khác là đứa nhỏ nó sẽ lên một cái đợt hồi hộp, tim đập nhanh, mất kiểm, đứa nhỏ nó sợ những lên những cái đợt tiếp theo như vậy, vì hệ quả của cái chuyện này là đứa nhỏ nó không kiểm soát được, nó có thể bị ngất hoặc là có thể nó bị chết. Thường đứa nhỏ nó sợ là nó sẽ đột quỵ, nó chết. Do đó thường có cái phản xạ có điều kiện, có nghĩa là đứa nhỏ nó vô trong cái tình huống đó nó sẽ kích hoạt cái lên cái cơn lo lắng, do đó đứa nhỏ sẽ né tránh những cái yếu tố khiến cho đứa nhỏ nó lên cái cơn hồi hộp, chẳng hạn như nó không thể đến trường tại vì nó tới nó gặp cái cửa của cái phòng học của nó là nó sẽ kích hoạt cái cơn hoảng loạn. Và cuối cùng đó là cái agoraphobia, thì cái này cũng không biết dịch như thế nào, thì ý nghĩ cái mô tả của nó đó là cái đứa nhỏ nó sẽ sợ không thể thoát ra được, không tìm được cái sự giúp đỡ. Chẳng hạn như nó đi vô thang máy thì nó rất là sợ là không ai giúp nó, hoặc là nó đi đến những nơi đông người, những cái không gian đóng kín là nó sợ là sẽ không có ai giúp nó khi nếu nó có vấn đề gì đó. Thì triệu chứng á, thì nó sẽ có hai nhóm triệu chứng, là triệu chứng cơ thể và thần kinh tự động, cái thứ hai là triệu chứng về mặt tâm lý tâm thần. Thì triệu chứng về mặt cơ thể thì
Có một cái hình thức khá là dễ nhớ là đứa nhỏ sẽ có những cái biểu hiện, chẳng hạn như là nó đau đầu, căng thẳng, đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy choáng váng, cảm thấy nghẹn ở cổ, khó thở, đau ngực, đau bụng, đi tiểu nhiều lần, hoặc là đứa nhỏ nó sẽ có cái cảm giác châm chích ở lòng bàn tay, hoặc là nó châm chích quanh miệng. Thì cách đây mấy tuần mới gặp một ca là đứa nhỏ nó giống như nó bị bù hóng bay quanh miệng vậy đó, nhưng mà mình hỏi thì triệu chứng khá là rõ của lo âu. Thì một cái tác giả khác đó, thì người ta có liệt kê một số cái triệu chứng thường gặp trong cái rối loạn lo âu. Thì cái triệu chứng những cái triệu chứng đứng hàng đầu đó là cái khó có thể thư giãn, khó có thể ngồi yên, đau bụng, những cái triệu chứng như là đỏ mặt hoặc là tim đập nhanh. Triệu chứng về mặt tâm lý tâm thần thì cũng thường là đứa nhỏ sẽ cảm thấy lo lắng như có điều gì đó sắp tới. Khó tập trung, khó ngủ, hoặc có thể nặng hơn thì đứa nhỏ nó sẽ cáu gắt, phản loạn. Thì ở khoa tâm lý thì có cái bảng sàng lọc, mình có thể sử dụng cái bảng sàng lọc này để mà đưa cho phụ huynh hoặc đưa cho trẻ từ 8 tuổi trở lên là đánh. Thì sau khi đánh cho cái này thì mình biết được là đứa nhỏ nó có nguy cơ nó là cái rối loạn lo âu, và cụ thể là rối loạn lo âu nào, rồi sau đó mình sẽ đánh giá được mức độ. Về nguyên nhân và nguy cơ thì hầu như các rối loạn tâm thần nguyên phát thì hầu như không có nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên liên quan đến gen và yếu tố di truyền thì thấy là người ta thấy là lo âu nó đi qua nhiều thế hệ trong gia đình. Và cái thứ hai là trẻ mà sinh ra từ ba mẹ có lo âu thì tỷ lệ lo âu gấp 7 lần so với cái đứa trẻ bình thường. Tính cách thì những đứa trẻ mà nó có cái tính cách mà né tránh hoặc là cáu gắt khi mà tới những cái tình huống mới, tình huống xa lạ, thì những đứa trẻ này có nguy cơ lớn lên có thể trở thành rối loạn lo âu. Và cái môi trường thì cái sự bảo vệ quá mức hoặc là không thúc đẩy đứa trẻ rời khỏi cái vòng an toàn của người chăm sóc có thể là cái nguy cơ. Làm mẫu những cái hành vi sợ hãi hoặc là nói ra những cái thông tin để thể hiện cái chuyện môi trường chính là môi trường rất là nguy hiểm, thì cái đó cũng là cái nguy cơ. Và cuối cùng là trải nghiệm những cái yếu tố tiêu cực trong quá khứ, ví dụ như là đứa nhỏ nó bị lạm dụng hoặc là đứa nhỏ nó bị đánh đập trong quá khứ. Về mặt điều trị thì có hai nhóm điều trị, về mặt thuốc và về mặt tâm lý. Tâm lý thì có cái kỹ thuật khá là nổi tiếng đó là CBT, liệu pháp nhận thức hành vi. Và cả hai cái kỹ thuật này á nó đều được khuyến cáo là dành cho trẻ từ 6 cho đến 18 tuổi, và cái mức độ chứng cứ là mức độ chứng cứ A. Điều trị tâm lý thì có thể lựa chọn hàng đầu với mức độ nhẹ hoặc vừa, tuy nhiên mình vẫn có thể cân nhắc điều trị thuốc nếu như triệu chứng nó mức độ trung bình nặng, là nó có cơn panic hoặc là nó không thể đến trường. Một số phụ huynh sẽ không muốn điều trị tâm lý hoặc là không có cái dịch vụ tâm lý có sẵn hoặc là không đáp ứng với cái CBT. Thì điều trị thuốc thì cái thuốc nhóm thuốc mà ức chế serotonin chọn lọc thì ở bệnh viện thì có cái fluoxetine. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái nhóm khác như là sertraline, nhóm fluoxamine hoặc escitalopram thì có thể sử dụng cho trẻ có cái nhóm tuổi. Có một số ca mà nó ở mức độ nó nằm trên nội trú, nhưng mà nếu mà cái mức độ lo lắng nó dữ dội dẫn đến cái hành vi nó cáu gắt nhiều thì một số tài liệu nó cũng có khuyến cáo là xài cái diazepam dành cho trẻ từ 6 tháng trở lên. Thì điều trị cái thuốc mà SRI á, thì tương đối tác dụng nó khá là chậm, thường khoảng từ 2 tuần trở lên thì hiệu quả nó bắt đầu có. Một số đứa trẻ có thể mất được 4 đến 8 tuần. Thì nếu không hiệu quả sau 6 8 tuần thì mình đổi qua một cái loại SRI khác, và duy trì thì thường duy trì ít khoảng 6 đến 12 tháng để đạt trạng thái đương bệnh, rồi sau đó giảm dần sau khoảng 1 đến 2 tháng. Thì vì cái chuyện mà đứa nhỏ nó sử dụng cái SRI này tác dụng nó khá là chậm, nên do đó người ta mới nghĩ đến cái chuyện là xài diazepam. Nhưng mà trong những cái trường hợp nào mà đứa nhỏ nó hành vi quá là dữ dội thôi. Điều trị về mặt tâm lý thì nó sẽ có mấy cái kỹ thuật. Thứ nhất là giáo dục cho bệnh nhân. Thứ hai là có những cái bài tập để kiểm soát cái triệu chứng cơ thể. Một số cái kỹ thuật để mà thay đổi cái suy nghĩ của đứa nhỏ. Và cuối cùng là không thể thiếu đó là dù sợ thì chắc chắn nó muốn hết sợ thì phải phơi nhiễm với cái yếu tố gây sợ. Thì giáo dục cho bệnh nhân thì thường phải bình thường hóa cái triệu chứng lo âu. Thì lo âu cũng giống như là một cái chuông báo cháy mà nó hơi nhạy chút xíu,
thì nó cũng báo động cho mình biết được cái nguy hiểm, tuy nhiên thì nó báo hơi nhạy nên đôi khi nó làm mình mất ngủ như vậy. Lo âu và cái hành vi né tránh, chính cái né tránh sẽ khiến cho cái lo âu duy trì, và phải giải thích cho bệnh nhân cái quá trình phơi nhiễm, và liệt kê những cái tình huống khiến trẻ né tránh do sợ và hành vi của ba mẹ, tại vì đôi khi hành vi của ba mẹ chính là cái làm cho cái hành vi của đứa nhỏ nó duy trì. Thì cũng ở đây giống như là một cái kế hoạch dành cho một cái đứa nhỏ mà 5 tuổi mà nó không chịu nói chào khi mà nó gặp bạn của mẹ, thì người ta sẽ chia nhỏ cái phơi nhiễm, cái yếu tố gây sợ ra, thì có thể mức độ nhẹ nhất là cho nó chào chú chào cô là những người mà nó thường hay qua chơi, mức độ khó hơn chút xíu là chào cô bán hàng, hoặc là mức độ khó nhất đó, sợ nhất là chào cái người bạn của mẹ, thì ở mỗi mức độ thì sẽ có cái mức độ khen thưởng khác nhau. Kiểm soát cái yếu tố, kiểm soát cái triệu chứng cơ thể. Chúng ta biết cái triệu chứng cơ thể là khi đứa nhỏ nó vô cái trạng thái lo lắng, nó kích hoạt cái hệ thống thần kinh thực vật, do đó cái chuyện hít thở sâu và chậm á, cái chuyện hít thở sâu và chậm á, nó giúp tạo điều kiện cho cái phản xạ đối giao cảm, thì có thể hít sâu vào 3 giây và thở ra khoảng 6 giây, thì đứa nhỏ thì có thể mình để một cái công cú ở trước bụng để cho đứa nhỏ nó tập. Cái kỹ thuật thứ hai là cái kỹ thuật thư giãn các nhóm cơ, thì từng nhóm cơ nó sẽ có cái vì dành cho con nít nên mình có thể cho đứa nhỏ tưởng tượng, ví dụ như nhóm cơ tay là đứa nhỏ nó bóp một cái trái chanh, thì cái này cũng tương đối khá là hiệu quả cho cả người lớn và con nít. Thì có những cái đứa nhỏ mà nó lo âu quá, nó than phiền triệu chứng cơ thể quá, thì mình có thể đưa cái bài này cho nó tập. Tái cấu trúc nhận thức là những đứa trẻ mà có lo âu quá thì thường nó sẽ có những cái mẫu suy nghĩ tương đối là hơi bi quan chút xíu, ví dụ như là nó sẽ đoán đoán trước những cái sự kiện tiêu cực dễ xuất hiện, đọc suy nghĩ của người khác, ví dụ như là kết luận là người khác sẽ phán xét tiêu cực về mình, hoặc là tin rằng một cái điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, thì mình phải cho đứa nhỏ nó nhận diện được cái suy nghĩ này, chính cái suy nghĩ này nó kích hoạt nên cái lo lắng của đứa nhỏ. Và bên tâm lý người ta sẽ có một số cái bảng câu hỏi để người ta cho đứa nhỏ nhận diện thấy là cái suy nghĩ đó có đúng hay sai. Và cuối cùng là phơi nhiễm với kích thích gây sợ, thì mình thấy là chính cái né tránh khiến cho cái sợ nó duy trì, do đó cái việc mà tiếp cận với cái sợ dần dần á, thì cái nỗi sợ nó càng ngày nó càng giảm lại, và có thể là một lúc nào đó đứa nhỏ nó sẽ không còn cái biểu hiện quá sợ hãi nữa. Thì tổng kết thì đây là một cái rối loạn khá là phổ biến, chẩn đoán thì chúng ta để ý đến cái mối đe dọa của đứa nhỏ, cái hành vi né tránh, cái triệu chứng cơ thể, phải ảnh hưởng đến chức năng sống và phải kéo dài đủ 6 tháng, trên 6 tháng, và cái rối loạn lo âu này tương đối dễ tái phát, do đó ngoài trừ điều trị thuốc thì chúng ta phải thay đổi lối sống bằng những cái kỹ thuật bên tâm lý. Dạ.